quá trình tẩm ướp gia vị cho hạt, nhờ gió nhiệt thổi vào trong cái sản phẩm giúp sản phẩm nóng lên để thấm đều với gia vị. Xin giới thiệu anh chị, máy trộn lòng quay nó có trang bị bộ thổi gió nhiệt để thổi vào trong cái lòng trộn giúp tẩm ướp sản phẩm. Quá trình tẩm ướp mình sẽ cho hạt nguyên liệu vào trong cái lòng trộn, sau đó sẽ bật bộ thổi gió nhiệt lên cho làm nóng sản phẩm. Sau khi sản phẩm nóng đạt yêu cầu, mình sẽ cho gia vị vào trong cái sản phẩm. Lòng trộn giúp phối trộn sản phẩm thấm đều với gia vị. Sau khi tẩm ướp gia vị đạt yêu cầu, mình sẽ cho bộ thổi gió nhiệt vào để làm nóng cái sản phẩm trong suốt quá trình tẩm ướp. Sau một khoảng thời gian trộn, sản phẩm bắt đầu thấm đều và bung lên. Trong quá trình trộn, nhiệt cấp liên tục vào trong máy để cho cái sản phẩm được thấm đều với gia vị tốt nhất. Sản phẩm được trộn tẩm ướp gia vị theo đúng công thức và để máy tự vận hành đến khi nào đạt cho ra. Máy được chế tạo bằng inox Elite, chuyên cho ngành thực phẩm, dược liệu và gia vị. Cơ cấu cơ khí của máy chế tạo chắc chắn để đáp ứng được nhu cầu sản xuất công nghiệp tại chịu ở cường độ sản xuất cao. Sau một khoảng thời gian phối trộn sản phẩm vào chính đạt yêu cầu, mình sẽ tắt máy để cho sản phẩm ra. Máy do Điện Cơ Xanh Việt Nam chế tạo.